Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cơ cấu tổ chức nhân sự không thể thay đổi dưới thể chế độc đảng. Nhân sự đảng 13 vẫn là ý đảng nhưng không thuận với lòng dân. Tại buổi họp quốc hội chiều 9 tháng 6 bàn về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội bàn về tiêu chuẩn đại biểu quốc hội, nhiều ý kiến được đưa ra với mục tiêu nhằm giúp nâng cao chất lượng đại biểu. Một trong những ý kiến nhắc lại biện pháp nâng cao phần trăm số đại biểu chuyên trách từ 35 lên 40% cũng như yêu cầu đại biểu cần có kiến thức chuyên môn, quan tâm tình hình, đặc biệt phải đảm bảo có đủ thời gian nghiên cứu trao đổi tiếp xúc với cử tri. Trao đổi với phóng viên RFA tối ngày 9 tháng 6, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam cho rằng những đề xuất thường xuyên được nhắc đến trong mỗi kỳ họp thực chất chỉ mang tính bề nội, ông lập luận. Thực tế, trong một nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh đạo toàn trị trực tiếp lãnh đạo về tổ chức giá trị tư tưởng quốc phòng an ninh thì chuyện làm quốc hội, chính phủ hay công tác Đảng cũng chỉ là phân công nên không có gì mới. Nhiều vấn đề đã đưa ra quốc hội để tham khảo nhưng khi quyết thì đảng quyết chứ không có gì làm trái ý của đảng được. Quốc hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng thì cơ cấu đại biểu quốc hội nhìn vô thì 90 95% là đảng viên. Đảng viên sao dám trái ý kiến của Đảng được. Nên cải cách thực tế là người ta mong muốn đại biểu quốc hội cải cách đầu vào cơ cấu thành phần khác để lắng nghe tiếng nói khác thì may ra tốt hơn chứ bây giờ quốc hội chỉ là diễn mà thôi. Vẫn theo luật sư thuận quốc hội phải giải quyết cốt lõi vấn đề tức là thành phần cơ cấu đại biểu. Ngoài ra còn có dư địa để người ta phát biểu và tiếp thu. Quốc hội không thể tiếp tục làm theo những đề xuất mà đảng đã quyết định hết. Rồi quốc hội với vờ quyết định lại thì thật sự chưa thấy mở ra được hướng giải quyết. Tôi cho rằng những ý kiến đổi mới người ta đang chờ là phải đổi mới đầu vào để có những tiếng nói khác biệt. Phản biện tốt thì tự nhiên tình hình có nhiều tích cực hơn. Dưới góc nhìn cá nhân, nhà hoạt động Lã Việt Dũng từ Hà Nội cho rằng việc thay đổi nhân sự có thể cho thấy quốc hội đã thể hiện muốn mình thức dân chủ như thế nào. Nhưng thực tế, như luật sư Trần Quốc Thuận đã nói, phần lớn do các đại biểu quốc hội là đảng viên, cơ cấu nhân sự của chính phủ quốc hội do đảng chỉ đạo nên không thay đổi được gì. Không chỉ riêng nhân sự cho quốc hội mà nhân sự cho đảng cũng đang là vấn đề được động đến trước kỳ đại hội. Đại biểu toàn quốc Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra trung tuần tháng riêng năm 2021. Trong đó, vấn đề nhân sự trong bộ chính trị đang là điểm nóng mà người dân quan tâm nhiều nhất hiện nay theo lời nhà hoạt động Lã Việt Dũng. Bây giờ họ đang lăn tăn việc số lượng ủy viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi là bao nhiêu đang là vấn đề khá đau đầu cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm tại văn phòng Quốc hội, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng để có thể giải quyết tốt vấn đề nhân sự tại Quốc hội hay Chính phủ thì trước hết nhân sự Đảng phải được thay đổi. Ngay cả di trúc của ông Hồ Chí Minh để lại trong đó có đoạn nói về đảng thì đảng phải thực hiện dân chủ thật rộng rãi trong đảng nhưng trong đảng bây giờ chưa thật sự có dân chủ, đảng chưa ứng cử bầu cử cho nội bộ đảng mà cơ cấu do ở trên chỉ xuống thì làm sao không chạy chức chạy quyền được, nên dân chủ trước hết phải mở trong đảng. Bên cạnh cơ cấu nhân sự số, cơ cấu tổ chức tại các bộ máy cũng gây ra khá nhiều ý kiến trái chiều không chỉ trong những cuộc họp thảo luận của các cấp chính quyền mà ngay cả trong dư luận. Điển hình như vào ngày 7 tháng 6, tỉnh ủy Quảng Ninh đưa ra vấn đề đề nghị mong Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho chủ trương đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 được thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tỉnh ủy tại đại hội. Mới đây nhất, báo trong nước loan tin ngày 9 tháng 6 dẫn nội dung cuộc họp chính phủ về việc thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, văn phòng hội đồng nhân dân và văn phòng ủy ban nhân dân thành một văn phòng chung theo nghị quyết số 58 trên 2018 của ủy ban thường vụ quốc hội. Với tư cách công dân nhà hoạt động lã Việt Dũng cho hay ông ủng hộ quyết định tinh giảm bộ máy nhà nước, ông giải thích quan điểm cá nhân như sau. Bộ máy của họ khá cồng kênh và cũng vô tác dụng rất nhiều nên theo mình việc hợp nhất theo mình có rất nhiều tích cực giảm tiền thuế của dân tinh gọn bộ máy cơ chế của Việt Nam thật ra là từ trước đến nay tham nhũng rất nhiều cứ qua mỗi cửa sẽ sinh thêm một tham nhũng nên họ giảm mình nghĩ đó là điều tốt. Trong khi đó, Ông Lê Văn Cuông, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thanh Hóa khóa 11 lại không tán thành với việc sáp nhập ba văn phòng theo nghị quyết 580 do ông cho rằng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức khác nhau. Qua thực tiễn cho thấy khó khăn độ vành của nó vì Quốc hội, hội đồng thực hiện chức năng giám sát, ủy ban nhân dân bây giờ. Nhập cả văn phòng thì lẫn lộn cả cơ quan giám sát và cơ quan chịu giám sát chung một văn phòng phục vụ sẽ không minh bạch trong chức năng, nhiệm vụ quyền hạn lẫn lộn nên khó điều hành. Từ thực tế vừa nêu, ông Lê Văn Cuông cho rằng đối với những thay đổi về nhân sự, cơ cấu, cơ quan chức năng cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu trước khi ban hành luật. Trong thực tế có những điều bất cập được mặt này nhưng vướng mặt khác nên cần thời gian thử nghiệm thí điểm để sau đó thấy rõ những gì đúng rồi mới quyết còn những gì chưa rõ cần phải tiếp tục theo dõi thí điểm chứ không nóng vội không bảo thủ trì trệ khi thấy bộ máy công cành hiệu quả kém đầu mối nhiều biên chế phình to mà cứ để như cũ cũng không phù hợp theo luật sư Trần Quốc Thuận, phương thức làm việc của Việt Nam hiện nay đều tập trung vào sự chỉ đạo của Đảng nên nhiều khía cạnh hạn chế chưa thể giải quyết được, do đó ông đề ra giải pháp. Người ta nói Việt Nam tam quyền phân lập làm gì? Có vì chỉ có một Đảng không thể tam quyền phân lập. Nếu tam quyền phân lập thì Đảng ngồi ở đâu và đứng ở đâu. Nên người ta đặt ra cần phải làm luật về Đảng để coi quyền của Đảng tới đâu, được gì và quyết gì. Nếu quyết sai thì trách nhiệm thế nào? Có những câu rất chung chung, rất nguyên tắc như đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội đảng chịu trách nhiệm do vấn đề mình quyết, nhưng trách nhiệm thế nào thì chưa thấy. Còn theo ông Lê Văn Cuông trong thời buổi Việt Nam đang hòa nhập với thế giới thì Việt Nam cần sửa đổi pháp luật, đổi mới mô hình cho phù hợp với những chuẩn mực quốc tế, nhưng cũng phù hợp với thực tiễn Việt Nam chứ không thể máy móc áp dụng hoặc bảo thủ không chịu thay đổi. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ông Huỳnh Thanh Mẫn phát biểu trước Quốc hội ngày 20 tháng 5 rằng cử tri và nhân dân rất quan tâm đến quá trình chuẩn bị đại hội 13, đặc biệt là nhân sự. Theo ông Mẫn, cử tri, nhân dân mong muốn các cấp ủy đảng khi tổ chức đại hội cần quan tâm đến chất lượng, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, trí tuệ, xứng đáng tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển của đất nước. Trong thực tế, người dân Việt Nam có được tham gia ý kiến vào tiến trình lựa chọn những cán bộ quản lý đất nước hay không? Góp ý kiến của dân không bao giờ được lắng nghe. Ông Đặng Sương Hùng, cựu lãnh sự Việt Nam ở Zelovac, Ngài từ năm 2008 đến 2012 đã nộp đơn xin tị nạn tại Thụy Sĩ vào năm 2013 nhận xét rằng phát biểu vừa nêu của ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tiếp tục là những lời nói xáo rỗng, hình thức. Thực tế lâu nay không có ý kiến của người dân nào có thể tác động được đến kết quả nhân sự của đảng, đặc biệt là tầng lớp lãnh đạo. Cái câu đó chỉ là giáo điều, còn câu chuyện của lãnh đạo và ai sẽ là lãnh đạo thì do đảng sắp xếp hết. Câu nói đó chả bao giờ sai cả vì nhân dân bao giờ cũng mong muốn có người lãnh đạo giỏi để lãnh đạo đất nước, tuy nhiên chả bao giờ như thế đâu. Làm sao người dân mà có quyền quyết định được, chỉ có những bộ, một bộ với nhau cũng còn tranh giành nhau đi dự đại hội để có thể vào trung ương. Ông Lê Công Dầu, nguyên phó bí thư thành ủy thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho hay trên thực tế có rất nhiều người quan tâm đến tình hình nhân sự, lãnh đạo của đất nước bởi vì thứ nhất là người dân không được thông tin đầy đủ về các ứng viên lãnh đạo của nhà nước, thứ hai là số ít người có ý kiến thì không được lắng nghe. Qua những đại hội đảng trước đây thì tác động của nhân dân đối với vấn đề nhân sự là rất ít, số người có ý kiến không nhiều, chính vì vậy cho nên đại hội không có gì gọi là có ý kiến của người dân. Lần này sự quan tâm nhiều hơn nhưng có một điểm là người dân không có thông tin Ví dụ như hội nghị vừa rồi người ta bàn vấn đề nhân sự thậm chí còn bỏ phiếu thăm dò ý kiến coi thử ai có uy tín. Cái đó người dân cũng không biết. Nếu không biết thì làm sao họ có thể thể hiện được quan tâm được. Đó là các vấn đề rất lớn trong kỳ đại hội. Lần nào cũng thế là không công khai. Có những người quan tâm nhưng người ta không có thông tin nên thôi. Người ta cũng bỏ qua những đại hội trước người ta thấy rằng những ý kiến của người dân thì đã không tiếp thu không lắng nghe cho nên họ cũng nản, họ không muốn quan tâm nữa. Ông dầu chia thể sẻ thêm rằng cá nhân ông khi còn làm cán bộ nhà nước cũng đã rất nhiều lần gửi thư góp ý nhưng không ai lắng nghe và trả lời nên sau này ông cũng không nói thêm nữa. Thể hiện đảng luôn làm theo nguyện vọng của dân. Cả hai ông Lê Công Dầu và Đặng Sương Hùng đều nêu ra thực tế Đảng dù không lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân Nhưng các tổ chức được coi là cánh tay nối dài của Đảng như mặt trận Tổ quốc Vẫn phải phát biểu như thể ý Đảng lòng dân là một Ông Đặng Sương Hùng nói Quốc hội là đại diện của người dân mà người dân còn chả được có tiếng nói Quốc hội thì người ta cũng chỉ bầu những người mà đã chọn Chứ ai mà được nhân dân cử ra đâu tất cả những thứ đó chỉ là những chiếc bánh vẽ để cho tất cả cuộc bầu cử diễn ra như theo ý nguyện của người dân. Thành lập những bộ máy như mặt trận tổ quốc như để đại diện của các tầng lớp nhân dân có vai trò như là một trung gian để tác động đến quốc hội, đến đại hội đảng. Nó chỉ là một tổ chức tô vẽ thêm cho đảng cho quốc hội thôi. Theo ông Lê Công Dầu, nhiệm vụ của ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc là phát biểu như vậy, nhưng thực chất thì không phải như vậy. Công việc của ông ấy, nhiệm vụ của ông ấy là phải nói như thế, Mặt trận Tổ quốc phải gần gũi với quần chúng. Theo lý thuyết là một tổ chức phải quan hệ chặt chẽ với quần chúng và lắng nghe ý kiến của người dân. Từ đó báo cáo lên đảng và nhà nước, đó là việc họ phải làm. Còn cái việc làm đó có thực chất hay không thì lại là chuyện khác tôi ví dụ như là ở thành phố hay trung ương hoặc là các tỉnh có thể tổ chức những cuộc họp dân nhân dân để lấy ý kiến về chuyện đại hội nhưng mà những thành phần được mời thì do họ lựa chọn những người vô họp thì chỉ có một vài lời nói chung chung nói cho có chứ không có thực chất nhưng mà sau cái đó thì ông chủ tịch mặt trận tổ quốc của tỉnh hoặc trung ương phải báo cáo rằng tôi đã họp với người dân rồi và người ta quan tâm chứ còn thực chất thì không phải là người dân thực sự quan tâm nhân sự là kết quả của đấu đá nội bộ với kinh nghiệm của một quan chức ngoại giao ông đặng sơn hùng khẳng định với phóng viên rằng mỗi kỳ đại hội đảng sắp đến là lúc để cho các quan chức đấu đá tranh giành chức vụ cho nhiệm kỳ sau họ chỉ dựa vào tương quan lực lượng đấu đá giữa các cá nhân cũng như lợi ích nên phải bảo vệ đảng Tất cả những yếu tố đó sẽ quyết định đảng chọn ai làm tổng bí thư. Ông Lê Công Dầu lý giải chính vì sự không minh bạch về công tác lựa chọn nhân sự nên đã tạo ra nhiều đồn đoán trong dư luận về những cuộc thanh trừng nhau trước đại hội đảng. Chuyện đấu đá nội bộ dư luận người ta nói nhiều nhưng mà tại sao người ta lại nói như thế? Bởi vì Người ta thấy rằng sau khi đại hội xong thì trong những người được chọn Có những người không đạt được những tiêu chuẩn Và có nhiều người rất tai tiếng nhưng vẫn trúng cử Ở những nước khác người ta phải công khai hết những nhân vật ra tranh cử Phải tranh luận công khai hết thì người dân theo dõi người ta mới biết Ông nào được hay là ông nào không được Còn những tiêu chuẩn mà nói trên lý thuyết thì rất là cao xa, xa vời Sáng 11 tháng 5, Hội nghị Trung ương 12 khóa 12 Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc tại Hà Nội và kéo dài trong 3 ngày. Đây là hội nghị bàn về công tác chuẩn bị nhân sự cho đổi đảng vào đầu năm sau. Trong bài phát biểu, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhân sự khóa mới phải chọn những người vừa có đức vừa có tài. Trong đó đức là gốc, tuyệt đối tránh tình trạng cua cậy càng cá cậy vây, tự cao tự đại coi thường người khác. Giới quan sát trong nước cho rằng Bài phát biểu của ông Trọng không có gì mới, đó là những khẩu hiệu bị cho là sáo rỗng, nói để mà nói chứ thực tế không hề có những nhân sự lý tưởng như thế. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.